Chào quý anh chị các bạn, em là Thuận từ bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì hôm nay em giới thiệu tới quý anh chị chiếc Hyundai Creta tiêu chuẩn màu đỏ. Là dòng xe này hiện tại đang có sẵn giao ngay ở bên em nhé. Thì hôm nay em sẽ cập nhật giá cũng như chương trình khuyến mãi của dòng xe này, cũng như về chi phí trả trước, cũng như về lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh nha quý anh chị. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu qua về dòng Hyundai Creta bản tiêu chuẩn này. Thì về đầu xe thì chúng ta thấy dòng Hyundai Creta tiêu chuẩn thì nó giống như dòng tiểu Tucson, giống như quý khách hàng đã nói. Thì ở phía trước thì chúng ta sẽ trang bị đèn pha halogen projector kết hợp với ba bóng led ban ngày, là tạo ra chúng ta cảm giác rất là thể thao cũng như rất là sát cảnh quý chị. Kết hợp với đó là về mặt ga lăng được sơn nhàm đen rất là thể thao như quý chị. Và trái tim của động cơ này nó được trang bị động cơ 1.5 Smart Trim kết hợp với hộp số IVT, là hộp số thế hệ mới nhất của tập đoàn Hyundai và Kia nha quý chị. Lúc chúng ta vận hành mượt mà và cực kỳ tiết kiệm nha. Rồi về phần thân xe. Về phần thân xe thì chúng ta thấy Hyundai Creta là một trong những chiếc xe phân SUV cỡ B có khoảng sàn gầm xe tốt nhất hiện nay, với khoảng sàn gầm xe là 220 Nm nha quý anh chị, 220 cm nha quý anh chị. Đó. Và mâm của chiếc Creta tiêu chuẩn thì chúng ta trang bị mâm 17 in được sơn nhám. Rất là hay nha quý anh chị. Rồi ở phía đây thì chúng ta sẽ được gương chỉnh điện gập biển và tích hợp đèn bảo rẽ nhé. Rồi tay nắm cửa được mà cười rôm, có nút bấm mở cửa và khóa cửa thông minh. Cái tính năng này thì là khi mà chúng ta mang chìa khóa theo người thì chúng ta không cần phải lấy chìa khóa ra, chúng ta ấn mở cửa hoặc khóa cửa nha. Chúng ta chỉ cần ấn nút này thôi, lái xe của chúng ta sẽ tự động khóa và tự động mở nha quý anh chị. Rất là đẹp. Phía sau của chiếc Hyundai Creta thì chúng ta thấy nổi bật nhất đó chữ Creta được mạ chrome to bản ở phía dưới logo nha quý anh chị. Phía sau thì chúng ta được trang bị đó là đèn hầu dàn led cùng kết hợp với cảm biến lùi và camera lùi nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn báo phanh trên cao, anten vai cá rất là đầy đủ nha quý anh chị. Rồi chúng ta cùng ngắm một vòng em này nha quý anh chị ơi. Rồi về cốp xe của chiếc Hyundai Creta thì chúng ta được trang bị đó là cúp xe điều chỉnh bằng tay nhưng mà rất là rộng như quý anh chị. Ở đây thì là một không gian để chúng ta có thể để là 4 hoặc 5 vali, rất là đầy đủ luôn nha quý anh chị. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có bộ mâm lốp dự phòng cùng kích thước cùng kích cỡ với xe của chúng ta luôn, kết hợp với đó là bộ đồ nghề để chúng ta thay thế mâm lốp nha. Rồi chúng ta sẽ khám phá sơ qua phần nội thất của chiếc xe này nha quý anh chị. Quay vào phần nội thất của chiếc xe, đầu tiên đó là về tapi cửa. Tắp cái cửa của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có được trang bị da và nhiều mềm nha quý anh chị ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có nút các nút bấm lên xuống kiếng và khóa kiếng ở phía sau. Và cửa tài của chúng ta sẽ là cửa tài tự động nha quý anh chị. Ở đây thì là sẽ có nút mở cửa và khóa cửa trung tâm. Rồi gập gương cũng như là nút chỉnh điện. Còn nội thất của chúng ta sẽ nội thất màu đen, được trang bị ghế da, ghế lái sẽ là ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Và vô lăng cũng là vô lăng bọc da luôn nha quý anh chị ha. Về hệ thống đèn chúng ta sẽ hệ thống đèn pha tự động. Rồi vô lăng của chúng ta sẽ là vô lăng chỉnh bốn hướng nha quý anh chị ha. Về phần nội thất của chiếc xe thì chúng ta vẫn ấn tượng nhất đó là về vô lăng rất là đẹp, là giống như thiết kế vô lăng giống với chiếc Hyundai Tucson 2022 nha quý anh chị ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có màn hình IVN 10.25 inch có tính năng tích Apple CarPlay và Android Auto, và có phần mềm dẫn đường và map Navitel nha quý anh chị. Về chìa khóa thì chìa khóa của chúng ta vẫn có tính năng đó là để nổ từ xa, mở cốp từ xa, khóa cửa và mở cửa nha quý anh chị. Về cần số của chúng ta sẽ là cần số bọc da, và ở đây thì chúng ta sẽ có tính năng phanh tay điện tử cũng như là auto hold, là một trong những chiếc xe phân khúc B có tính năng là phanh tay điện tử nha quý anh chị. Về hệ thống an toàn của chiếc xe này thì chiếc xe này được trang bị là hệ thống an toàn đó là rất là đầy đủ nha quý anh chị ha. Phanh ABS, phân phối lực phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Rồi là sẽ có hai túi khí nha quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ qua về phía sau. Rồi không gian phía sau của chiếc xe này thì nó rất là rộng nha quý anh chị. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có cửa gió cho hàng ghế sau cũng như là cổng sạc cho hàng ghế sau luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có bể tỉ tay trung tâm và có để chúng ta để ly nước hoặc là một số vật dụng cá nhân nha quý anh chị.
Còn ở đây thì chúng ta sẽ có các chỗ để chúng ta để chai nước cũng như một số vật dụng cá nhân. Ôi, rất là đẹp. Rồi, em sẽ quay phần nội thất ở phía trên. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ha. Em cập nhật về giá lăn bánh của dòng xe này nha quý anh chị. Về giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, đối với dòng Hyundai Creta tiêu chuẩn, giá niêm yết là 620 triệu lăn bánh tính. Rồi, đối với dòng xe Creta lăn bánh tại tỉnh là như vậy, trả trước. Còn về hồ sơ trả góp thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị là hồ sơ pháp lý cũng như hồ sơ chứng minh thu nhập nha. Hồ sơ thì chúng bên em sẽ duyệt trong ngày hoặc là 2 hoặc 3 ngày đối với khách hàng có nhu cầu mua xe với lãi suất rất là ưu đãi thì hồ sơ sẽ nhiều hơn một xíu nha quý anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau nha.